Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chống dịch theo kiểu sinh con rồi mới sinh cha. Cuối cùng, khi đợt sóng dữ dịch dữ dội nhất ở Việt Nam đang giảm tốc thì nhà nước cũng cho được ra một văn bản pháp luật có tính nền tảng về phòng chống dịch, đó là nghị quyết 128 ra đời vào ngày 11 tháng 10 năm 2021, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nôm na là sinh con rồi mới sinh cha vậy. Đây là hình ảnh bảng mô tả 4 cấp độ dịch theo phân loại của nghị quyết 128. Nghị quyết này bản chất đã phế bỏ 3 cái nghị định 16, 15, 19 của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng chắc vì tế nhị né mặt ông Phúc nên chính phủ mới dùng cái gọi là tạm thời không áp dụng 3 cái chỉ thị kia. Tại sao là khái niệm tạm thời? Đó là vì nghị quyết của chính phủ bản chất là thứ văn bản mang tính thời vụ. Nó không như nghị định là văn bản pháp quy ổn định dựa trên luật. Về nội dung, nghị quyết 128 có điểm sáng là đã tỏ ra thân thiện với virus hơn, xác định là con virus nhỏ bé sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đầu tiên là xác định 4 cấp độ dịch tương đương với 4 màu nhận biết được. Cấp 1 là nguy cơ thấp, tức là bình thường mới, màu xanh. Cấp 2 là nguy cơ trung bình, được cho rằng đó là màu vàng. Và cấp 3 là nguy cơ cao, tức là màu cam. Và cấp 4 là nguy cơ rất cao, chuyển thành màu đỏ. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm có 3 yếu tố như sau. Thứ nhất là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân và trên tổng thời gian. Thứ hai là độ bao phủ vaccine. Thứ ba là khả năng thu dung điều trị của các tuyến hiện nay và kế hoạch bổ sung tiếp. Thay vì phong tỏa cả một địa bàn rộng lớn như trước, thì nay là phạm vi đánh giá cấp độ dịch được tính từ quy mô cấp xã, thậm chí nhỏ hơn xã. Như vậy, có thể là từng khu nhà, từng thôn, từng xóm, từng tổ dân phố, từng tầng lầu của một chung cư chẳng hạn. Thời gian áp dụng quy định cũng hợp lý hơn trước rất nhiều. Thay vì đánh úp người dân và doanh nghiệp theo kiểu ra quyết định trong đêm và có hiệu lực ngay từ 6 giờ sáng hôm sau như Hà Nội đã từng làm, thì phải thông báo trước ít nhất 48 giờ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Đây là điều và những điểm tích cực đáng hoan nghênh tại nghị quyết lần này. Đây là hình ảnh việc tùy tiện dựng chốt và rào chắn khắp nơi tại Việt Nam đã khiến cho người dân khốn khổ suốt 4 tháng qua và các doanh nghiệp đã đình trệ sản xuất và phá sản hàng loạt. Đặc biệt, thay đổi lớn nhất còn là trong hai lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người nhất. Đó là hai lĩnh vực gây khó khăn nhất cho người dân trong đợt dịch vừa qua và gặp nhiều phản đối của cả người dân lẫn doanh nghiệp. Về tính cách trình bày, nghị quyết 128 cũng đã soạn thảo một cách khoa học hơn, giống ngôn ngữ văn bản hơn mấy cái chỉ thị dùng văn nói lòng thòng và ngây ngô trước đây. Đặc biệt là bằng cách kẻ bảng, nó dễ hiểu và rõ ràng hơn, cũng như để mở cho việc bổ sung thông tin từ các bộ như y tế, giáo dục, giao thông vận tải, v.v. và các tỉnh, tránh để xung đột giữa trung ương với các địa phương. Nếu còn xung đột thì dễ dàng xử lý và hiện tại Hải Phòng đã có hướng dẫn xung đột với nghị quyết của chính phủ và quyết định của Bộ Y tế. Nếu Hải Phòng không bị chính phủ xử lý thì ông Chính cũng nên từ chức sớm vì trên bảo dưới đã không nghe. Không cấm chợ, không cấm ship nữa. Đó là lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nội tỉnh hoặc liên tỉnh và kinh doanh dịch vụ gồm trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện ích cũng như quán ăn, nhà hàng, chợ truyền thống, v.v. Về hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, trong tất cả các cấp độ dịch đều được hoạt động. Trong đó, ở cấp độ cao nhất tức là màu đỏ, có thêm quy định đối với người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký, bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính, gọi tắt là shipper. Đây là hình ảnh shipper tại Thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài đến 500 mét, chờ hơn 2 tiếng để được xét nghiệm xem như giấy phép để đi giao hàng. Cụ thể, tại Ủy ban Nhân dân, cấp tỉnh có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm. Vào giữa mùa dịch vừa rồi, khi toàn bộ shipper và các chợ truyền thống đều bị cấm ra đường thì không được đi qua xe qua chốt, xe chở hàng thì phải giằng co thiết yếu và không thiết yếu suốt nhiều đợt cho mãi đến khi tận Thủ tướng Chính phủ trực tiếp hạ lệnh cái gì không phải là hàng quốc cấm thì đều là thiết yếu.
người dân cả nước vô cùng khổ sở vì điều này. Người dân trong vùng dịch không mua được thực phẩm, dù giá đã đội lên 4-5 lần từ các ngày thường. Dân ngoài vùng dịch thì khủng hoảng thừa, cá thì già, rau thì ế, nông dân và doanh nghiệp khóc tức tưởi vì không thể chở hàng đi bán được. Do vậy, trước mỗi lần có dịch lệnh phong tỏa, người dân bất chấp lệnh cấm đổ xô ra đường cố mua thật nhiều thực phẩm về để tích trữ, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng vọt. Thiệt hại cho cả nền kinh tế là không thể đếm được vì những quy định trái ngoe của chính phủ trước đó. Trong hoàn cảnh sẽ phải sống chung với dịch dài dài, có quy định không cấm shipper ngay cả trong cấp độ cao nhất như vừa rồi, ít nhất thảm trạng trên sẽ không lặp lại. Và bổ sung quy định này, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống cũng được hoạt động, chỉ trừ khi cấp độ đỏ thì có thể hạn chế số lượng người tham gia mua bán hàng trong cùng một thời điểm mà thôi. Và trên phạm vi toàn quốc, các quy định này đã gỡ được nỗi lo lắng thường trực của tất cả các tiểu thương và doanh nhân. Đây là hình ảnh trong ngày đầu tiên dỡ bỏ giãn cách, một quán phở ở Hà Nội đã bán hết 300 tô phở chỉ sau khi mở được có một tiếng đồng hồ. Họ cũng đã có những căn cứ cụ thể để chủ động tính toán vào việc kinh doanh của mình, không còn phải đau tim vì suốt ngày chập chờn đoán mò, cũng như hoàn toàn phụ thuộc vào những quy định đùng một cái từ phía chính quyền đưa ra. Về phía người dân, xem như từ nay phải xem mã QR và thẻ xanh vaccine như một loại giấy tờ tùy thân, thậm chí còn quan trọng hơn cả căn cước cá nhân. Tuy nhiên, sẽ không còn chế độ pháo đài cấm tiệt người dân phải đóng băng ở một địa bàn khi có dịch. Trong 3 cấp độ đầu tiên, xanh, vàng, cam, người dân được đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau nhưng phải xét nghiệm âm tính và tiêm đủ vaccine. Ở cấp độ đỏ, người dân vẫn được di chuyển nhưng có thể bị cách ly, trong đó ưu tiên cách ly tại nhà. Nếu địa phương có khu cách ly tập trung và người thuộc diện cách ly đồng ý thì mới đi cách ly tập trung. Ở phần cuối, nghị quyết cho phép các địa phương có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cũng như các quy định cụ thể về công suất, số người tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. nhưng không được trái với quy định của Trung ương, nhất là không được ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của người dân. Hiệu lực là tức thì và đến bao giờ thì cũng chưa biết. Nghị quyết được áp dụng tức thì ngay từ thời điểm được ban hành, tức là từ ngày 11 tháng 10 năm 2021, thống nhất trên toàn quốc. Đây là hình ảnh hàng vạn người dân Việt Nam đã trốn khỏi khu vùng dịch để về quê trong suốt 3 tuần qua bằng xe máy và đi bộ trên cả ngàn cây số. Và rất nhiều người đã bỏ mạng dọc đường, có những thai phụ đã phải sảy thai. Lẽ ra văn bản mang tính nền tảng này phải được ban hành ngay từ khi Việt Nam may mắn có khoảng thời gian rất dài sau đợt dịch thứ 3 vào năm ngoái. Nếu thế đã có hàng ngàn, hàng tỷ đồng được tiết kiệm, nền kinh tế không bị tổn thương sâu sắc đến mức độ Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước phải một miệng tiết lộ rằng ngân sách đã cạn kiệt vào giữa tháng 9 năm 2021. Và có thể hàng ngàn sinh mạng cũng được cứu sống nhờ mọi việc được tính toán, sắp xếp, ngăn nắp và có chuẩn bị. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là quy định tạm thời. Có lẽ ý định của chính phủ là kịp thời chặt đứt những biểu hiện cát cứ của các địa phương mà Thủ tướng nhắc đi nhắc lại hơn một tuần nay, kịp thời nới các vòng kim cô, sắp làm nghẹt thở người dân và doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, hậu quả thì đã có từ trước đến nay rất nhiều, đó là các doanh nghiệp nước ngoài lần lượt bỏ đi khỏi Việt Nam. Sau đó còn phải chờ các góp ý từ thực tiễn mới có thể hoàn chỉnh và ban hành một quy định mới lâu dài hơn để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất được. Vì tuy có nói là có hiệu lực ngay lập tức, nhưng hôm 13 tháng 10, 2 ngày sau khi được ban hành, thì hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh về một số tỉnh miền Trung đã phải ngậm ngùi nhận tiền hoàn vé vì nhà xe hứng khởi bán vé cho khách nhưng các tỉnh vẫn chưa nhận người về. Và quan trọng nhất là luật lệ thế rồi, nhưng trên bảo dưới có nghe hay không lại là một chuyện khác. Quan lại làm sai luật có bị xử lý hay không? Dân kiện quan lại làm sai có thể thắng hay không cũng còn là dấu hỏi. Nếu ông Phạm Minh Chính xử lý được vấn đề này thì may ra mới có thể vớt vát lại được tín nhiệm sau việc chống dịch thất bại ê chề vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chống dịch theo kiểu sinh con rồi mới sinh cha.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.